Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội vừa tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và trao quà cho các cháu nhỏ trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 6 tháng đầu năm, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố đã vận động trực tiếp từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước đạt gần 990 triệu đồng. Thông qua nguồn hỗ trợ, đã có hàng nghìn lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố được trợ giúp như tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến người khuyết tật và trẻ mồ côi. Cũng nhân dịp này, hội đã trao tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho 100 trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của quận Bắc Từ Liêm, huyện Phú Xuyên và Sóc Sơn.